Xin chào mừng các bạn đã đến với cả series vẽ ở trong PowerPoint này của mình. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chúng ta có thể vẽ ra được những cái đám mây như thế này. Và trước khi mà đi vào cái việc vẽ những đám mây như thế này thì mình sẽ nói với các bạn là tại sao chúng ta lại cần phải vẽ trong PowerPoint bởi vì chúng ta có thể tìm được những cái hình này rất là dễ dàng ở trên mạng. Thì uh, mình có thể uh, có một cái lý do cho các bạn là bởi vì đơn giản là các bạn thích vẽ thế nên là các bạn có thể vẽ để minh họa ý tưởng của mình tốt hơn và không bị dựa hoàn toàn vào những cái ảnh có sẵn ở trên mạng bởi vì những cái ảnh đó thì nó có thể là không hoàn toàn phù hợp với cái ý tưởng của các bạn nếu các bạn uh, tìm được ảnh ở trên mạng thì ok rất là tốt nhưng mà nếu trong trường hợp không tìm được ảnh thì làm sao thì chúng ta sẽ sử dụng chính powerpoint để chúng ta có thể tạo ra được những cái hình vẽ mà phù hợp với ý tưởng của chúng ta và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào bài học đầu tiên lần này bây giờ thì uh, tốt nhất các bạn nên có Office 2013 hoặc là Office 2016 Nếu các bạn có phiên bản Office cũ hơn thì cũng không có vấn đề gì cả Nhưng mà nên là có từ phiên bản 2013 trở lên Bởi vì như thế thì nó sẽ hỗ trợ các bạn nhiều hơn trong cái việc tạo ra những cái tác phẩm đẹp hơn Và bây giờ thì mình sẽ thôi bla bla và sẽ bắt đầu ngay vào cái bài này Chúng ta sẽ đi vẽ những cái đám mây như thế này trên một đền trời xanh Bây giờ làm thế nào để có thể vẽ được những đám mây như thế này thì chúng ta có thể quan sát một chút thì những cái đám mây như thế này thì chúng ta có thể tưởng tượng ra là nó như thế nào nhỉ? Nó sẽ được uh, kết hợp bởi những hình tròn và một hình vuông chẳng hạn. Các bạn có thể nhìn ra. Ví dụ đây là một hình tròn này, đây là một hình tròn thứ hai này, đây là một hình tròn thứ ba. Bây giờ mình sẽ thôi không nói kiểu đây là đây là đây là nữa mà chúng ta sẽ bấm vào thẻ insert ngay lập tức và chúng ta sẽ chọn vào shapes. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào Một cái hình vẽ đó là oval uh, Hình oval này ở đây Thì chúng ta muốn vẽ được hình tròn Thì chúng ta phải dấn nút shift Ở trên bàn phím Thì chúng ta có thể vẽ được hình tròn Và chúng ta sẽ vẽ hình tròn như thế này Mình sẽ vẽ đè lên cái Mây ở đây Để các bạn có thể nhìn thấy được là Tại sao chúng ta lại có thể phân tích được Cái hình mây này ra Ok Thì uh, đây là một cái hình tròn thứ nhất Tiếp theo đó để mà nhân đôi Cái hình tròn này lên Thì chúng ta có thể bấm Ctrl C rồi Ctrl V Nhưng mà mình sẽ tiết kiệm cho các bạn một lần bếm phím tắt Bởi vì chúng ta có thể sử dụng phím Ctrl D ở trên bàn phím Ctrl D ở trên bàn phím để chúng ta có thể nhân đôi cái hình này ra D là viết tắt của duplicate trong tiếng Anh Ctrl D như vậy là cái hình tròn thứ hai của chúng ta đã ở đây rồi Và chúng ta sẽ xếp nó tương tự như thế này như các bạn nhìn thấy ở đây Tiếp theo thì lại Ctrl D một phát nữa và chúng ta lại xếp cái hình tròn này tiếp lên phía trên và bây giờ thì có thể các bạn đã có thể hình dung được là cách chúng ta tạo ra được những đám mây này như thế nào rồi thì các bạn chỉ cần không cần khéo tay các bạn chỉ cần theo đúng những cái hướng dẫn như thế này thôi và chúng ta lại cần chuyển D một cái nữa để có thể vẽ được cái hình tròn cuối cùng. Và bây giờ thì tất nhiên là chúng ta có thể bấm giữ Shift, sau đó thay đổi kích thước của cái hình tròn này và sử dụng các phím điều hướng ở trên bàn phím để chúng ta có thể cho cái hình tròn này vào đúng cái vị trí mà chúng ta cần. Và bây giờ đến cái phần phía dưới của đám mây này thì chúng ta sẽ sử dụng một hình chữ nhật. Và chúng ta lại bấm vào thẻ Insert, sau đó chọn Shapes. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật của chúng ta bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật như thế này. Ok, bây giờ thì chúng ta có thể làm một cái điều đó chính là chúng ta sẽ phóng to cái đám mây mà chúng ta đã vẽ ở đây lên. Chúng ta sẽ cân chỉnh một chút, sử dụng cái phím điều hướng lên phía trên ở trên bàn phím của chúng ta. Và đây, các bạn đã thấy được là đám mây của chúng ta đã được tạo ra như thế nào. Thì uh, sau đó có một cái công việc chúng ta cần làm đó chính là chúng ta sẽ phải dịch cái đám mây ở phía dưới dịch cái đám mây ở phía dưới này đi chỗ khác, dịch cái đám mây này đi chỗ khác, thế nên là mình sẽ chọn đám mây ở phía dưới. Sau đó, trong trường hợp mà các bạn bị như mình, có nghĩa là không chọn được cái đám mây ở phía dưới, ấy, thì chúng ta sẽ chọn tất cả những cái hình mà chúng ta đã có ở đây. Sau đó chúng ta sẽ phải bấm giữ Shift nữa Bấm vào hình chữ nhật Sau đó giữ phím Shift ở trên bàn phím Chọn hình thứ hai, chọn hình thứ ba, chọn hình thứ tư và chọn hình cuối cùng Sau đó chúng ta sẽ bấm vào thẻ Format Và ở trong cái nhóm lệnh Insert Shapes Ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái nút là Merge Shapes Có nghĩa là trộn các cái ô này vào với nhau Chúng ta sẽ chọn là Union và như các bạn thấy đấy thì chúng ta đã có thể tạo ra được một cái hình đám mây như thế này rồi và việc còn lại là chúng ta chỉ việc vẽ một cái background hình uh, chữ nhật hoặc là bất cứ hình gì bạn muốn sau đó đổ màu cho nó thôi mình sẽ chọn insert chọn shapes sau đó là vẽ hình chữ nhật này ra chúng ta sẽ vẽ hình chữ nhật này sang bên tay phải sau đó thì chúng ta sẽ chọn shape fill chọn e -dropper, eyedropper Chọn vào đây Shape Outline thì chúng ta sẽ bỏ No Outline Và chúng ta sẽ di cái hình mà chúng ta vừa vẽ sang phía bên này Ồ, oh, nó đang ở phía dưới Thế nên là chúng ta sẽ bấm chọn vào cái hình chữ nhật ở phía trên Bấm chuột phải vào Sau đó chọn Bring Center Back Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn đám mây đầu tiên của chúng ta Chọn Shape Fill là màu trắng Chọn Shape Outline là No Outline Hoặc nếu các bạn muốn Outline thì cũng không có vấn đề gì Chúng ta sẽ để một cái Outline mờ mờ như thế này thôi chẳng hạn và bây giờ thì chúng ta sẽ nhân bản cái đám mây này lên bằng cách là bấm phím Ctrl D ở trên bàn phím và chúng ta sẽ thay đổi kích thước của đám mây nho nhỏ này một chút, sau đó lại nhân bản lên một đám mây nữa. Và như các bạn đã thấy, với những cái bước đơn giản như thế này thôi thì các bạn đã vẽ được những cái đám mây trên một nền trời xanh ở trong PowerPoint rồi. Đó là bài thứ nhất, xin lỗi vì nếu bài này quá đơn giản đối với các bạn. Và như vậy thì các bạn sẽ phải học bài tiếp theo để chúng ta có thể vẽ được những thứ phức tạp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.